Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang ở luyện hư hậu kỳ các bạn nhé. Thì hôm nay là mình chắc chắn là có thể sẽ đến được cái hợp thể tiền kỳ để xem cho là ngoại hình của nó biến đổi như thế nào nha các bạn ơi. Thì cứ phải ô ý là chặt nào các đã. Hiện tại thì một phát mình chặt được 3 nhát. Thì bạn nào mà chưa biết nhớ xem lại cái video hướng dẫn tân thủ đó nha. Ok, cực kỳ là easy luôn các bạn ơi. Mình cũng đã cập nhật thêm một số những cái video mới về. Wow, ở đây có một cái món trang bị nữa là phản công này, 3 sao liền nhưng mà 127.000 điểm lực chiến, mới toàn là phản công thì thôi. Mình đang chơi theo trường phái liên bạo thì bỏ luôn các bạn nhá. Ok, rồi tiên duyên xem nào. Hôm nay mình chưa làm nhiệm vụ đâu. Tiện thể cho các bạn xem là một ngày trong tiểu yêu tuần đạo thì mình làm những cái gì nha. Ok, dị thú xâm lược này, khiêu chiến phát. Rồi, 1,32 ức nha các bạn. Ok là đấy. Ok là đấy. Úi trời ơi. Được. Ui ôi, nhưng mà sao người linh thạch được ít thế nhỉ? Ui, 16 ạ. Ít hơn là so với em Thanh Long nha các bạn. Nếu như đánh con Thanh Long thì cái người linh thạch nó rơi ra nhiều hơn các bạn ơi. Bạn xếp hạng ngày xem nào. Vẫn xếp hạng 7 thì mình vẫn cứ loanh quanh top 6, top 7 thôi. Thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái mẹo làm thế nào để có thể đứng top cao ở trong phần dị thú xâm lược này, ít nhất là trong top 10 như các bạn. Thì các bạn nhớ xem lại cái video đấy nhé. Rồi tiếp tục này. Càn quét. Ok, dạo này thì tiên ngọc của mình cũng đang cạn kiệt, thế cho nên là mình cũng chỉ chơi là 5 lần thôi. Còn đâu thì không càn quét nó 3 lần cuối, 240 thì hơi tiếc các bạn ạ. Tiên duyên. Nhận luôn này. Ếch này. Nhiều bạn thì bảo con cắp này có ăn cắp cái tỷ lệ khi chặt cây thì mình không biết đúng hay sai đâu nha. Thì mình chưa xác thực được đấy. Rồi, trấn yêu tháp này, tiêu chiến nhanh. Chọn búp. Đối với mình thì những cái chỉ số nào mà phẩm lam thôi thì lại dễ lấy hơn thì các bạn. Kháng liên kích này. Cường hóa trị liệu cứ lấy bình thường này, công này. Cường hóa sát thương bạo này, mình chơi liên bạo thì lấy cái bạo kích này nhưng lại thay cho liên kích. Thôi, mình không muốn thay liên kích một tí nào luôn. Cường hóa sát thương bạo mình có thể lấy này. Cán liên kích vấn đề nó choáng à. Choáng à. Choáng đi. Suy yếu linh thú à, một cái phẩm cam. Kháng choáng phản công. Phản công cũng được. Suy yếu sát thương bạo à. Quý. Ok, kháng liên kích hút máu này thì thêm một kháng liên kích với HP. HP thì mình cộng một cái gì bây giờ nhà cường có trị liệu, mình không có trị liệu mấy nên là cho vào đây. Phản công, công trước đi. Liên kích. Ok, cái liên kích này ngon này. Phản công, choáng. Cường hóa sát thương bạo, cường hóa linh thú, kháng liên kích. Thôi mình bỏ mấy cái sát thương kháng đi. Hút máu mình bỏ qua luôn. Mình bỏ mấy cái chỉ số kháng đi các bạn nhé. Choáng này mình lấy này. Cường hóa trị liệu, thôi bỏ qua này. Ui, hôm nay chẳng có cái gì lấy được luôn á. Ui vãi. Trời ơi, choáng. Đây, một cái này là cộng 6%. Cái này là cộng 8 thì cường hóa linh thú đây rồi. Kháng choáng. Choáng tiếp này. Cường hóa sát thương bạo này. Mấy cái phẩm lam ấy thì dễ hơn nha các bạn. Tăng sát thương cuối à. Liên kích choáng suy yếu linh thú. Xác nhận. Thay cho cái suy yếu linh thú nha các bạn. Ui, hút máu. Ui, tăng tận 229.000. Mà cái liên kích này, bởi vì cái đồ này nó phần trăm nó thấp, cho nên là mình hoàn toàn có thể thay được nha các bạn. Dầu là vào trong 34 được khác phết nhỉ. 27k công tội gì mà không thay. Rồi, đấy các bạn lưu ý một số phần khi mà chặt đồ nha. Ok, suy yếu linh thú. Bỏ đi. Bỏ tiếp. Vãi. Không có gì để nhận được luôn đâu bạn ơi. Trời ơi. Rồi, không sao. Chiến vẻ để mình có thể lấy thêm được cái linh chi nha. Chiu. Rồi. Ui, liên kích bạo kích này 20% liền. Nhưng mà tăng được 14.000 công. Bạo kích cũng ngon. Nhưng mà tăng được có 60.000, mất đi 20% bạo kích. Khoan nha. Cái này mình phải nghiên cứu lại cái chỉ số đã. Hiện tại liên kích của mình mới có 338 à. Thế thì nên lấy nha các bạn, ít nhất là trên 150%. Hay luôn. Thế này là lên được 150% đấy. Hút máu à. 170k. Được, bởi vì là thay cho cái choáng thì quá tuyệt vời. Ngon. Đây, bây giờ mình sẽ đi độ kiếp nha các bạn ơi. Lên nào. Lên có gì đây? Trông có đẹp trai hơn không? Chắc chắn là đẹp trai hơn rồi. Ngon này. Ngon này. Ôi giời, mới phát độ kiếp về cuối này. Oánh tận 8 phát này, 9 phát này, 10 phát này. Lên.
Wow. Ồ, công cơ bản tăng lên 40.000 luôn này. Wow, tăng khá khá lực chiến đấy các bạn ơi. Choáng và bạo kích. Ui, cái chỉ số này tăng nhiều này các bạn này. Mỗi tội là cái bạo kích này bị giảm đi tận 19%. Tiếc thế. À, có choáng kháng bạo. Thôi, bỏ đi chứ biết làm sao bây giờ. Trường phái liên bạo mà các bạn. Tách 10 trang bị à. Ở đây là có nhiệm vụ gì không? Ô, được 500 viên tiên ngọc này, ngon quá. Đã bị thiếu. Ok, là mấy nhiệm vụ con là bây giờ phải đi theo chiến đấu pháp cái đó bạn ơi. Ôi dồi, hạng tụt xuống top 37 rồi nha. Khi mà mình build liên bạo chắc chắn là không thể nào mà đứng top đấu pháp cao được các bạn ơi. Muốn đứng top đấu pháp cao thì các bạn chơi né hoặc là chơi choáng nha các bạn. Bỉ ngạn này, bỉ ngạn mục luôn. Đấy, hiện tại là mình đang cho em hổ làm đồng hành nhá, bởi vì là mình chưa có cái khả năng là nâng cấp em nó mạnh mẽ lên, thì tạm thời mình để cho nó làm đồng hành cái đã. Và dành cho những bạn nào chưa biết thì khi mà ở đồng hành á, là ví dụ như là con hổ của mình đi ở lượt hai nó đánh đúng không, thì nó sẽ có đấy là con mà làm con đam chính, còn cái con mà ở đồng hành thì nó chỉ có 30% xác suất thôi. Tức là ở hiệp 2 thì con hổ có 30% cái xác suất là đánh. Đấy các bạn thấy không, nhưng mà 30% là một cái gì đấy khá là lớn. Nó vẫn đánh ở mầm nha các bạn. Một phát, hai phát. Ui, ui. Múc, các bạn thấy không? Múc hơi bị ổn đấy chứ. Rồi luôn, rồi luôn. Ui, đẹp trai quá. Hóa thần lên hợp thể tiền kỳ cái. Ui rồi ôi, đẹp trai thực sự luôn. Đánh đấm nhìn nó cũng oách select hơn hẳn nha. Múc luôn. Múc luôn. Đó, ấy à, phù tang à, hồi sinh à. Ui, đấy. Cái thần thông đấy khỏe thực sự các bạn ạ, đam to dã man. Nhưng mình thì chưa có. Tất cả những cái thần thông xịn sò con bò thì hầu như là mình chưa có nha các bạn. Toàn mấy cái đầu đầu. Tính choáng rồi. Không sao, vẫn cứ là ok. Đánh thử bạn. Ôi kìa, đang đánh thử bạn 3 vạn 8 hay sao nào, nhưng mà 3.800 vạn nhưng mà không có đủ vé. Nhận luôn. Có cái gì đấy? Tự động cái nào. Ô, sao tự nhiên nó dừng lại nhỉ? Nhận luôn. Tăng cấp luôn. Ui, còn tận 77 cấp nữa thì mình có thể là nâng cấp được tiếp. Sau này nha, sau này khi mà cái phần kháng này nó lên cao thì lúc đấy chúng ta lại chơi bài khác đấy các bạn ạ. Tiếp tục. Ui sao. Lại tiếp tục đấu pháp này. Ở cái này nó có một cái hay là cứ mỗi một lần đến nhiệm vụ đấu pháp đấy thì kiểu gì nó cũng sẽ cho chúng ta một cái vé nha. Thế thành ra chúng ta sẽ lời đấy. Nhưng cứ khi nào mà các bạn có 6 cái vé khiêu chiến thì các bạn đánh luôn đi. Ôi, đa bạn kia to nhở. Đấy, đánh một phát to thế. Ui ôi, bạo kích phát khủng nhở. Ui, cay chưa kìa. Đây chính ra là các bạn bạn này chơi theo kiểu trường phái bạo kích ấy. Thỉnh thoảng nổ phát khốn thật đấy. Khiêu chiến luôn. Nhưng mà hết rồi, quên mất. Một trận đấu pháp này, tách 10 trang bị. Vận may xem nào. Bỏ qua ở đây. Mùi khủy bắp quá. Hiện tại mình đang có kha khá những cái sự kiện nha. Thì dần dần mình sẽ làm clip cho các bạn hết về những cái sự kiện đây để các bạn chơi sau á. Các bạn có thể hình dung được cũng như là những cái sự kiện nào cần tích lũy cái gì thì các bạn cũng có thể nắm được để tích lũy dần cho đỡ thọt nhá. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh như là theo dõi cái series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo ấy. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất nhiều mẹo ở trong đấy luôn. Đảm bảo với các bạn nếu các bạn là một tân thủ người mới thì có đầy đủ đồ chơi cho các bạn ở đấy để các bạn chơi tiểu yêu tầm đạo nó ngon lành cành đào nha. Và nếu như các bạn xem xong mà thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin nút like như là ấn đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình nha. Trai ngành này 3.800 vạn, đánh thử nè, mình 3.700. Ủa vãi vãi. Ôi, mình bị giảm mất cái tỷ lệ bạo kích, cái thành ra là khó thực sự luôn, đánh sức sát thương gây ra không được nhiều mấy đấy, phải kết hợp với cả bạo kích thì nó mới xịn sò con bò được đấy. Lúc nãy đánh liên kích 5 phát nhưng mà cái bạo kích nó lại không nổ các bạn ạ. Bực thực sự luôn. Thế bị cày. Bởi vì bạo kích bây giờ của mình chỉ có 123% thôi. Tụt mất đi 20% lúc nãy các bạn ơi. Bây giờ mình phải cần một cái món đồ nào đó để là có thể nâng cấp cái tỷ lệ bạo kích kia lên cơ, thì nó mới xịn sò con bò được. Chứ còn dưới 150% là mình thấy không ăn thua rồi. Ok. Thần thông ra nào, khai ngộ phát. Rồi, lên 0,5%. Ok, tự động phát. Mình thì cứ huyết mạch tàng xà thì mình mới lấy nha. Thần thông xem nào.
Ui, được một phát phẩm lam thôi, hai cái phẩm lam này. Ok, tiếp tục phẩm lam này, X10 bắt xem nào. Ui, có phẩm tím này. Chán đấy nhở, không có cái kim cang nhỉ các bạn nhỉ. Mình đang tìm kiếm cái kim cang khó quá trời luôn các bạn ơi. Tấn công một lần trong một công, hồi HP bằng 60% công bản thân. Đột phá lên phát nhỉ. Để mình xem cái này xem nào. Tăng 25% bạo kích, 35% sát thương bạo. Ám kích xem nào, nâng lên thêm đường phát thôi. Đây. Đột phá thêm một tí. Và hết rồi đấy các bạn ạ. Mấy cái thần thông của mình dạo này cùi bắp quá. Giờ có bao nhiêu đây, không biết làm sao bây giờ. Dần dần lại phải tích lũy thôi. Tiên duyên này. Vận may này. Đấy, nhận thêm nhiệm vụ này. Ở đây có một cái nhiệm vụ chia sẻ này. Cứ ấn vào là được luôn một cái này. Tăng cấp thần thông, tăng cấp thần thông. Một. Hai. Ba. Ui giời, trả được cái gì. Lên. Đấy, mình lên level 237 rồi. Hôm trước mình thấy có một bạn comment, đó chính là khi mình lên level 238 ấy, thì chúng ta nên để ý đến cái chỉ số như bạn ấy comment, thì mình cũng không hiểu rõ lắm. Tại vì tất cả những cái đây đều là thuộc tính mà. Thì bạn ấy bảo là để ý đến cái thuộc tính này chứ đừng quan tâm đến cái chỉ số này, thì không biết có đúng hay sai. Cái này mình cần phải xác nhận lại nha. Đấy, nếu như chỉ số này thuộc tính của các bạn này cao ấy, nhưng chỉ số phần trăm không có thì nó cũng không nổ được. Hay là bạn ấy bảo là cái phần trăm này thì nên lưu ý, còn cái chỉ số bên này thì không cần quan tâm. Thì cái đấy cần phải xác nhận lại nha. Nếu như bạn đã xem video này thì bạn để lại comment ở bên dưới nhá. Đó. Trận tụ linh này thì được thêm một chút này. Nhưng mà chưa đến giờ. Đấy, tăng cấp được thêm một tí. Ok, đấy, thì một ngày của mình ở trong tiểu yêu tầm đạo chỉ có vậy thôi. Thì khi nào có thêm mẹo mới mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Và các bạn đừng quên là đăng ký kênh nha. Nếu như các bạn mà yêu thích series gọi là cày chay để mà đua top làm sao nó chuẩn chỉ ạ, thì nhớ đón xem nhá. Bởi vì là cuối tuần này thì mình cũng ra cái series cày chay tiểu yêu tầm đạo để hướng dẫn các bạn tân thủ như là cày chay nông dân ít nạp luôn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha, cũng như là bật hết tất cả những chuông thông báo để có thể cập nhật những cái video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.